tôi khuyên các bạn là hãy gọi cả họ, cả tổ sư nhà các bạn vào xem pha xử lý này đi. Vì có thể còn rất lâu nữa chúng ta mới được chứng kiến một pha xử lý nhảm nhí như thế này. Chihuahua. It's not tasty. Throw it away. Look at my big angry eyes.